cô Julie thì tôi cảm thấy vô cùng thú vị với quan điểm hãy cứ cho trẻ làm sai thật nhiều. Nếu như trước đây tôi cố gắng làm một việc nào đó làm mẫu cho trẻ ngay từ đầu và dạy trẻ cách nhất lại, thì nay tôi cần phải đau đầu hơn để tạo ra cái môi trường cũng như là cơ hội cho trẻ được làm, được tự làm, được tự trải nghiệm những lần làm sai của mình và những cái lần hỏng không như mong muốn nó, rồi cùng trẻ tìm ra nguyên nhân, tìm ra cách khắc phục. Cả quá trình đó thì trẻ sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn so với việc bắt chước người lớn làm sao cho phải thật đúng. Kết quả là chúng sẽ chủ động thích ứng hơn và phát huy kỹ năng giải quyết vấn đề hơn.